Con chào bà. Dạ. Con cháu bà bị sao vậy? Bị cháu bị não ống thủy cháu à, em à. Sao đầu bự cho quá vậy? Bệnh nãy bệnh 10 năm rồi. Còn bệnh 10 năm rồi không bà? Dạ. Bà giống ở trong khiên giống không còn. Dạ. Dắt bà dài. Rồi mẹ bé đâu? Mẹ bé. Mẹ bé ở Mỹ Hải á. Ở đâu? Mỹ Hải. Rồi mẹ bé có ở đây không? Mẹ bé có ở đây không? Mẹ bé đâu có nuôi. Nuôi rồi nhỏ giờ mà. Bà ngoại nuôi nhỏ rồi luôn. À, nuôi nhỏ giờ. Chào con nha. Dạ. Hả? Dạ. Hả? Hả lên. Hả lên cây đại ạ. Lên cây đại ạ. Hả lên. Hả? Con tên gì? Thiện. Con tên gì? Cháu đâu nói đành đâu. Thiện hả? Thiện, đố con Thiện. Lần đầu tiên mà gặp cái trường hợp rồi luôn. Đố Thiện cháu, không biết là cháu. Nó bị mấy bao lâu rồi bà? Cháu 10 tuổi là. 10 tuổi là bệnh từ lúc từ nhỏ tới giờ luôn? Từ nhỏ giờ, cháu năm nay 10 tuổi á. Từ mắt này á. Cháu bị mắt kìa. Cây rồi, à cậu ơi. À cậu. Rồi, cậu nha. Bị cái này là não. Não ủng thủy là cái nghĩa não bị ứ nước á. Có giải pháp nào để giải phẫu hả? Bây giờ chỉ có giải phẫu không bà? Giải phẫu bây giờ 1 tỷ tỷ mấy làm sao mà giải phẫu được. 1 tỷ mấy luôn. Ừ. Đi qua bên cái gì? Bên qua nước ngoài á. Cũng hỏi thăm đời ơi em mà giải phẫu cháu thôi chắc không đỡ đâu. Dạ. Ai mà cho tới cỡ đó dữ vậy? Dạ. Sao mà... Con đi bệnh viện, con vô tình, con thấy hoàn cảnh của bé, con vô hỏi thăm. Cảm ơn em nha. Dạ. Tao thấy mày dắt bà già rồi. Dạ. Rồi mẹ bé bỏ đi rồi không có nuôi bé hơn bà? Không có bỏ mà có cái là nó giao. Nó giao cho ba nuôi. Giao cho ba nuôi. À, giao nó không có bỏ. Nó giao tao nó giao phú thác luôn á. Dạ. Rồi ba biết đâu? Ba đi làm mướn. Ở dưới kẹt. Bây giờ bà có lên nuôi bé không? Không. Bỏ cho bà luôn. Vậy, ngoại không ai ở mấy bên đây cũng ai có thấy ba mẹ gì. Ở ngoại không. Rồi ông ngoại đâu? Ông ngoại chết năm nay 17 năm rồi mà. Nhìn xót xa thiệt. Chào chú. Cậu. Chào cậu. Cậu. Kêu chào ơi con. Cậu. Kêu ấy. Nói không cậu. 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 À, năm nay con bao nhiêu tuổi rồi? Con 10 tuổi. Mấy tuổi? Mười. Nói không biết nói rành đâu. Con mấy tuổi? Mười. Nói đâu mười. À, cháu đâu biết nói rành vậy. Biết kêu gọi là rành vẫn, nhất. Vẫn nằm một chỗ mà vẫn tươi cười. Ngồi vẫn tươi cười. Đáng nuôi cháu không? Dạ, cũng buồn lắm phải ngồi. Nhưng mà mình biết sao bây giờ. Nó bị sốt. Rung rung rung. Mời. Hồi 4 giờ sáng, bữa mùng 5 á. Dạ. 4 giờ sáng mà ôm mía tới sáng rồi giờ ôm lên đây luôn. Dạ. Tôi sợ nó rớt không à. Dạ. Mà có cái chợ con à, nhớ nó chợ. Dạ. Khổ chẳng ra. Bà ở đâu, bà ở đâu? Cô thì ở Đông Hải, khu phố 3. Đông Hải. Ừ, mà bây giờ theo Mỹ nói thì khu phố 1, Mỹ Hải. Dạ. Con đau không con? Đâu, chơi. Con đau không? Nhất. Con đau không? Đau. Đau không? Đau. Đau lắm hả? Dạ. À. Ừ. Cử. Cứng ngắc luôn bà. Đây này. Con đợi cho đây. Đây nó mềm tí ở đây nè. Chỗ đây thì mềm nè. Này đầu cháu cứng hết rồi. Còn cái đầu cứng ngắc luôn. À, cứng. Bác sĩ nói mình là phải làm phải tốn cả tỷ đâu không bà? Cả tỷ nữa. Mà tiền đâu mà đi dữ vậy? Dạ. Tiền đâu mà rồi đưa bây giờ cháu có bảo hiểm không? Có. Giờ là có bảo hiểm. À, có bảo hiểm. Giờ lại hai bà cháu cứ ăn hàng ngày ở trong bệnh viện không à. Ừ. Rồi nhà mình có khá giả gì để lo khổ, cho cháu không? Khổ không à. Khổ đâu khá. Bà có bao nhiêu đứa con? Tao 10 đứa mà không có ai nuôi cho đâu. 10 đứa con? 10 đứa mà không có ai nuôi hết á. Dạ. Có hai bà cháu rồi. Còn có ra chợ xin nói thiệt con vậy á. Dạ có khi nào bà ra chợ bà xin có, chưa? Có. Bà có. Xin ở chợ nào? Chợ Phan Trang một. Đi dạ. Chợ Phan Trang hai ba lần rồi đó. Rồi ẩm cháu đi ra ngồi xin bà chợ. Ừ. Rồi cháu có bảo hiểm không? Có. Giờ mình nằm bệnh viện thì có tốn tiền không bà? Không tốn tiền. Không tốn tiền chỉ mình tốn tiền ăn uống thôi. Ăn uống. Rồi cháu nằm đây bao nhiêu tháng rồi bà? Cháu mới có lên mấy bữa trời lên bữa mùng 5, bữa nay mùng mấy rồi. Dạ. Rồi ở nhà là nó
bà đặt nó nằm gì ở nhà không có làm gì đó, nó không có đi được không? Không có đi gì được hết đấy. Ấy qua lăn qua gì nè con ạ, lăn cháu qua rồi ấy cây lăn lại rồi ôm lên vậy. Chứ cháu đâu có đi mà cháu đâu có ngờ được đâu. Sợ con nói cái mó vậy chứ sợ lắm, nói gì liều liễu rồi sợ ghê. Cậu nói cậu ơi, ai nè con, ai nè cậu, ai nè, ai đây là ai à? Bà nào? Ông vậy à. Là mình phát hiện ra cái bệnh của cháu là lúc mà cháu mó đĩa ra không bà? Hồi cháu 8 tháng nó bị sốt rồi lên nhà thương đây. À bị sốt xong bị luôn qua màng não. Rồi mẹ của cháu có gỡ tiền về để chăm cho. Nó ở chung ấy mà nó khổ, nó đi làm mướn không có ăn hàng ngày đâu, khổ dạ. Lắm. Không có ăn hàng ngày đâu. À, bữa giờ sao cho. Con nói gì, con nói gì? Nói gì? Con kêu cậu. Con nói gì? Cậu. 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 Cậu quá. Cứ ngắt luôn. Còn gì nữa? Con đi bệnh ở bệnh viện, con đi ngang qua, con đi thăm bà chị kia. Bà chị kia bà cũng sinh ba nhưng mà bác sĩ không có cho vô quay con. Con đi ngang qua con thấy bé con đặc biệt, con vô con hỏi thăm. Rồi thấy tình bạn hay không? Đâu có, con vô, con đi ngang qua cửa con thấy thôi chứ con đâu có thấy tình bạn. Mấy bữa giờ có nhà hảo tâm rồi giúp đỡ cho cháu chưa? Chưa. Cái năm đó mà nó lên đây một lần nó cũng bị gì nè. Dạ. Bị ấy cột coi giật á. Dạ. Lên đây một lần. Rồi có mấy người xuống nhà cho được vài triệu vậy. Dạ. Đó lần đó. Mười mấy người có. Mười mấy người tới cho vài triệu hả? Ừ. Rồi có lên báo nó đồ không bà? Báo cho nhà báo tới chụp hình cho được 1 triệu. À. Báo về kiểu về cầu An Long á. Dạ. Nhà cậu ở trồng nho cho 1 triệu thôi. Dạ. Nhà báo đem cháu nó cho. Rồi bây giờ là cái giải pháp là mình chỉ dẫn cháu vô bệnh viện uống thuốc để kéo dài sự sống thôi. Ừ, kéo dài sự sống thôi. Bây giờ nó sống được nhiều năm nó sống. Dạ. Bây giờ sao con? Dạ. Giờ tiền thì mình chạy không nổi rồi, cả tỷ rồi. Dạ, chứ sao mà chạy cho nổi cả tỷ vậy? Mình khổ số gì được. Dạ. Cháu bị gì là giai đoạn mấy rồi bà? Ê, ông bị hồi đó giờ là 8 tháng bắt đầu ông bị, biết tới bây giờ là ông 10 tuổi. Dạ. Là ông bệnh dĩ hoài thôi, ông làm gì tiếp tục lại thôi. Vậy là nằm tại chỗ luôn, ăn uống hay là ăn uống đi vệ sinh rồi bà tự lo hết? Tự lo hết, nó đáy trong bọc á. Hoài. Sao con nói vậy? Hoài. Nó nói cậu ơi, hoài. Rồi cháu uống gì bà, uống sữa hay ăn cơm? Cháu ăn cơm, ăn cháo, uống sữa, uống thuốc hàng ngày. Dạ. Thuốc là nặng về từng thuốc tới từng tả. Dạ. Ngày ổng hơn cả trăm ngàn. Hả? Sao con nói vậy? Con nói gì? Khổ, ông nói khổ. Khổ hả? Ông nói khổ. Khổ. Khổ hả con? Ừ. Đau không? Đau không? Con đau không? Đau nói cậu ạ? À? Đau không? Ừ, đau. Đau lắm hả? Đau. Nhất lắm phải không? Thôi ông đau đâu? Đau đâu? Chỉ cậu đi. Ừ. Đau chỗ nào? Đau chỗ nào? Đau chỗ nào? Con đau chỗ nào? Ừ. Đau chỗ nào? Chỉ. Đây tay chị, đâu chỗ nào, đâu chỗ nào, đâu đây, hả? Đâu đây hả? Đâu chỗ nào? Đâu đây này, cái chỗ người chỉ đâu? Đâu đầu hả? Bệnh hỏi sao con bệnh bài nó nói tại con đâu có đây nè, quả nữa, đâu có đây à? Con mới bệnh, chứ con không có sao mà con ở đây không à, cái đầu nó chỉ đầu trợ. Cảm có gì con? Có ở. Con có khóc nha, để nói nghe nha. Ừ. Thế là sốt. Đau lắm hơn con. Dạ. Đầu nó nằm tại chỗ một. Dạ. Cậu. Nói. À. Nói lên chứ. Ba. Con cũng không có nhiều, con giúp đỡ bà 2 triệu bà cầm để lo tả lo đồ cho cháu nó nha bà. Cảm ơn con nha. Dạ không. Cô có biết nói sao? Dạ không có gì đâu bà. Thương cháu thì cảm ơn con. Dạ. Bà có số điện thoại, bà có xài số điện thoại không? Cháu chạy điện thoại hả? Điện thoại mình nghĩ nó kia ở trong cái quạt kìa. Đó, đây là quạt nè.
À, số điện thoại hả? Gọi á, mẹ nó ở trên. Số điện thoại mẹ nó. Số điện thoại mẹ cha nằm ở đây. Ừ. Tại vì vậy rồi mượn tao gọi giùm. Dạ. Yeah. Có gì mượn tao gọi. Quại. Gì con? Quại. Quại hả? Quại. Ừ, đâu. Ừ. Quại. Ráng cố gắng ở với Quại nha. À. Dạ. Nha. Dạ. À. Ừ. Cái con ào gì? Con nhỏ là con ào. Cử. Ông cậu. Nói đi. Ông cậu á, ông cậu dắt cái bà bà cố và ông cậu cho bà năm nay bao nhiêu tuổi rồi bà? Bà bảy mấy à. À bà bảy mấy rồi. À. Bà vẫn còn nuôi cháu. Cha mẹ thì khổ. Cha đi làm, mẹ cũng đi làm cha luôn. Cha đi làm mướn, còn mẹ thì nuôi em bé, còn cái bà nhỏ một. Ủa mẹ nuôi em bé nữa. Ừ. Em con nhỏ này nữa hả? Em nhỏ đây. À. À. Không có sao, bà một tuổi bà đi rồi. À. Nó nói thương đó con à. Nó nói thương. Phải. Một đứa con gái. Ừ, này trai đầu. Ông trai là ông này đầu. Trai đầu. Trai thứ ba. Trai thứ ba nữa hả? À, còn đứa nhỏ là hết rồi. Hết con khỏi có đĩa rồi. Dạ. Quại. Ừ, Quại. Cầm tiền cho Quại nha con nha. Cậu về nha. Dạ. À. Bye bye con nha. À. À. Ừ. Thôi con về nha bà nha. Cố gắng nha bà. Cảm ơn hai đứa nha. Dạ, không có gì đâu bà. Ôi giờ nhé.